Chào anh chị khách hàng yêu quý của Belo đây này. Và tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay thì Belo sẽ tiếp tục đọc hộp những cái phiên bản cặp kính Cartier chính hãng phân phối chính thức ở Việt Nam vừa mới cập bến Belo đây này. Và trong video clip ngày hôm nay thì Belo sẽ đọc hộp cùng anh chị với một cái phiên bản Cartier rất là mới, và các anh chị sẽ thấy chữ new, chữ mới ở trong quyển catalog của Cartier dành tặng cho Belo. Và chúng ta sẽ đập hộp một cái phiên bản với một màu vàng gold rất là đẹp với mã hiệu là CT0231O, phối màu 001. Và chúng ta cũng sẽ có hai cái phiên bản phối màu vàng gold và màu platinum, tức là màu bạch kim. Cả hai phiên bản này thì cũng đều có mặt tại Belo Lê Hải Tổ. Và đặc biệt thì cái phiên bản CT0231 phối màu 001 này, Belo sẽ ưu tiên đập hộp trước vì nó cũng sẽ là một cái phiên bản được Cartier họ đầu tư quảng cáo advertising trên toàn cầu cho cái phiên bản này. Và chúng ta sẽ có một cái kiểu hoàn thiện brushed and smooth golden finish cùng với những cái ốp đặc trưng của dòng Santos de Cartier của chúng ta cũng sẽ được là phủ màu vàng gold và được hoàn thiện theo kiểu smooth, tức là kiểu đánh bóng rất đẹp. Và thực tế nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng trong video clip ngày hôm nay nha. Rồi, CT0231O001 phối màu gold gold transparent, và kích thước của chúng ta sẽ là 58x14x40, rất là phù hợp cho khuôn mặt nam người châu Á của chúng ta. Rồi, mở hộp ra nào. Chúng ta vẫn sẽ được trang bị một cái kiểu đóng hộp cơ bản của những chiếc gọng kính Cartier. Chỉ những chiếc gọng kính Cartier vàng đúc thì chúng ta sẽ có một cái kiểu đóng hộp khác biệt. Thì ở trong video clip đập hộp của chiếc vàng đúc 210 triệu thì Belo cũng đã có giới thiệu ở trên kênh YouTube Belo Eyewear rồi, thì các anh chị có thể lên YouTube và chúng ta gõ Belo Eyewear vào thì để có thể tiếp cận được đến những cái video clip đập hộp mới nhất đã được Belo đăng tải ở trên kênh YouTube channel đó. Rồi, và tiếp tục mở hộp ra, chúng ta sẽ có một cái hộp cũng như là những cái phụ kiện rất là quen thuộc của Cartier. Chúng ta sẽ có những cái khoan bắt vít này, chúng ta sẽ có cả những cái phần khăn của Cartier rất là quen thuộc với các anh chị yêu thích những sản phẩm kính Cartier nữa. Thì tất cả những cái phụ kiện này thì cũng sẽ đều được Belo bàn giao đầy đủ các anh chị khi mà chúng ta mua sắm những sản phẩm Cartier chính hãng phân phối chính thức tại Việt Nam tại Belo. Và đây cũng chúng ta sẽ có là một cái quyển sách bảo hành, và với việc Belo là đối tác chính thức đại lý ủy quyền của kính Cartier tại Việt Nam, thì khi mà Belo đóng con dấu Belo Optical Hà Nội vào đây, thì các anh chị sẽ được chấp nhận bảo hành ở trên tất cả những Cartier boutique ở trên toàn cầu. Tất nhiên là sẽ bao gồm cả Việt Nam nữa. Chúng ta có thể tùy chúng ta mang đến bất kỳ cái cửa hàng Cartier nào thì chúng ta cũng sẽ được bảo hành. Và đơn giản nhất thì chúng ta đều có thể mang đến Belo lên Thái Tổ để được trực tiếp Belo hỗ trợ. Rồi, và xin chào các anh chị, với phiên bản gọng kính Cartier CT0231 phối màu 001, chúng ta sẽ có mức giá niêm yết cho phiên bản gọng kính này là 31 triệu 500 nghìn. Đây là mức giá niêm yết chính thức tại thị trường Việt Nam của Cartier dành cho cái phiên bản CT0231O. Cả hai màu, màu vàng gold và màu bạch kim thì chúng ta sẽ đều có mức giá niêm yết chung là 31 triệu 500, và tùy vào sở thích của anh chị thì chúng ta có thể lựa chọn cả hai màu sắc này thì cũng đều có mặt trực tiếp tại Belo Lê Hải Tổ. Và ở cái phiên bản gọng kính Cartier Santos de Cartier này thì chúng ta có thể thấy là những cái thiết kế mới đã được Cartier họ áp dụng lên trên phiên bản gọng kính lần này. Chúng ta sẽ không có những cái thiết kế nó quá an toàn nữa, mà ở trên cái phiên bản 0231 này thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta có những cái đường vát cạnh rất là đặc trưng ở cái phần phần rìa kính bên trái và cả phía bên phải này. Thì những cái đường vát cạnh này nó sẽ giúp đem đến cho chiếc kính của chúng ta những cái đường nét nó rất là phá cách, và nó đem lại một cái phong cách rất là trẻ trung cho người đeo. Đó, và chúng ta cũng không ngại nó bị quá khó đeo. Với cái kiểu mắt vuông như thế này thì nó phù hợp cho đa phần khuôn mặt của các anh người Việt Nam của chúng ta, và chúng ta cũng sẽ đeo những cái phiên bản này rất là dễ dàng. Các anh chị có thể đến trực tiếp Belo Lê Tổ để chúng ta đeo thử, và khi mà chúng ta đeo lên thì lúc đầu chúng ta có thể hơi ngần ngại với những cái thiết kế phá cách một chút. Tuy nhiên thì với cái thiết kế này thì các anh chị khi đeo lên thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ rất là khác biệt và nó cực kỳ là trẻ trung, nó rất là phù hợp cho anh các anh mà chúng ta đã quá quen thuộc với những cái kiểu dáng truyền thống của Cartier rồi và chúng ta muốn tìm những cái mới, thì đây là những cái phiên bản gọng kính mà cực kỳ giá trị để cho giúp cho chúng ta thay đổi và phong cách của chúng ta. Và ở đây thì anh chị đã thấy là những cái đường nét của hoàn thiện của Cartier hoàn toàn mới cũng sẽ được đem lên 0231, khác với những cái chuôi cầu kính của những cái chiếc Cartier thông thường.
thì các anh chị sẽ thấy là những cái chuôi cầu kính của Cartier mới thì chúng ta sẽ có những cái độ hoàn thiện được chăm chút hơn, chúng ta sẽ có những cái đường vát trẻ trung và rất là khỏe khoắn, anh chị thấy ở đây. Và với cái trình độ chế tác đỉnh cao của Cartier rồi thì chúng ta sẽ đem đến được cái thiết kế nó rất là tinh tế, nó rất là nhỏ thôi, tuy nhiên thì càng nhìn chúng ta sẽ càng cảm thấy rất là thú vị. Và ở phía phần bên càng trái của Cartier 0231 thì chúng ta sẽ gồm có số series của phiên bản này, và chúng ta sẽ có logo Cartier càng của chúng ta khá là dài, càng 140, thì những cái phiên bản này thì sẽ rất rất là phù hợp cho những anh mà có khuôn mặt to, thì chúng ta sẽ đeo những kính này nó sẽ rất là thoải mái với càng 140, nó khác với cả những cái càng 135 thông thường. Và phía bên càng phải thì chúng ta sẽ có Made in France này, mẫu này thì sẽ được sản xuất tại nhà máy của Cartier tại Pháp này, và ở đây chúng ta sẽ có thêm cả một cái dòng chữ về model nữa. Model của chúng ta cũng sẽ được khắc ở trên phía bên càng phải là CT0231O phối màu 001. Và phần ve của chúng ta cũng sẽ được sử dụng ve trong, và chúng ta vẫn sẽ có những cái icon đặc trưng của Cartier ở hai phần ve này. Và tất cả những cái phụ kiện này thì khi mà trong quá trình sử dụng mà chúng ta có bị rơi rớt thì hoàn toàn chúng ta có thể liên hệ đến Belo để Belo có thể đặt những cái bộ phụ kiện chính hãng từ phía nhà phân phối Cartier tại Việt Nam để có thể cung cấp lại cho chúng ta. Và đây là một chiếc kính thuộc bộ sưu tập Santos de Cartier, do đó là các anh chị sẽ thấy những cái đường là con ốc đó, những cái con ốc là đặc trưng của dòng Santos của chúng ta cũng sẽ được trang bị ở trên cái phần gối kính, cầu kính cũng như là phần càng phía trên đó, phần khung phía trên của chúng ta cũng sẽ được trang bị những cái phần ốc này rất đẹp, và có thể nói là cái phiên bản 0231 này nhìn từ trên xuống nó cũng rất là đẹp, và khi mà các anh chị nhìn chéo từ ngang chúng ta cũng sẽ thấy những cái điểm nhấn của Cartier 0231 của chúng ta, nó gần như là nó đẹp từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhìn nghiêng chúng ta cũng sẽ thấy rất là tuyệt vời rồi. Và CT0231 đã chính thức có mặt là tại Belo Lento, và như các anh chị đã biết thì phiên bản này sẽ có mức giá niêm yết là 31.500.000, và các anh chị có nhu cầu thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp đến hotline trong phần mô tả của Belo để chúng tôi có thể báo được mức giá sale tốt nhất cho các anh chị. Và cùng với đó thì Belo cũng là đối tác chính thức của các thương hiệu tròng kính rất là nổi tiếng tại trên thế giới như là Hoya, Essilor. Thì khi mà các anh chị muốn sử dụng những cái tròng kính, đặc biệt là những tròng kính đa tròng, thì chúng ta cũng có thể đến Belo Lehetto để chúng ta đo thị lực cũng như là để được Belo tư vấn cái loại đại kính đa tròng nào phù hợp cho mắt của chúng ta, theo số độ của chúng ta và theo cả thói quen của chúng ta nữa. Và với cái phiên bản CT0231 mắt vuông và có một cái chiều cao của mắt kính khá là tốt như thế này, thì với cái size khuyến nghị của nhà sản xuất thì chúng ta cũng có thể lắp được những cái phiên bản kính đa tròng rất là tuyệt vời rồi. Và tất cả những cái phần này thì cũng sẽ đều được Belo tư vấn chi tiết và cụ thể với các anh chị khi mà chúng ta đến trực tiếp Belo để chúng ta trải nghiệm. Rồi, và rất mong gặp được trực tiếp các anh chị tại Belo Lê Thái Tổ và chi nhánh mới của Belo tại Belo Nguyễn Trãi, số 100 Nguyễn Trãi, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, và tại Belo Lê Thái Tổ, cơ sở chính của Belo tại Hà Nội là số 46 Lê Thái Tổ, phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và anh chị có thể liên hệ đến hotline của Belo qua số điện thoại như trên tấm card này, hoặc là những cái số điện thoại chính thức của những chuyên viên tư vấn của Belo ở trong phần mô tả của video clip này. Và tại Belo thì chúng tôi cũng sẽ có đầy đủ dịch vụ đo thị lực tiêu chuẩn quốc tế cũng như là máy lắp kính lấy ngay để phục vụ cho các anh chị. Rồi, và một video clip đập hộp nhanh để giúp cho anh chị có được một cái nhìn trực quan về phiên bản gạo kính CT0231O, một phiên bản gạo kính Santos de Cartier rất là mới và được Cartier tập trung quảng cáo nó ở trên toàn cầu. Và đây sẽ là một cái phiên bản rất đáng để cho anh chị đeo thử, và rất mong gặp được trực tiếp các anh chị tại Belo Lê Thái Tổ. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của anh chị trong video clip ngày hôm nay, và rất mong sớm gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.